Chào các bạn, tôi là Nguyễn Thanh Dinh, đã tham dự cộng đồng Catching được khoảng 3 tháng và có một quá trình thời gian trải nghiệm tuy là ngắn nhưng mà mình cũng bắt đầu mình cảm nhận dần dần được thị trường. Và sau khi học khóa level 2K3 thì thấy mọi cái nó rõ ràng hơn, mình tính được những cái cách để làm sao nó phù hợp với thị trường để có thể có lợi nhuận. Và cũng rất là cảm ơn thầy Biên đã chia sẻ những kiến thức rất tuyệt vời cho tất cả anh em, và chúc các bạn thành công.